Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Cái miếng đất ngày hôm nay lại cũng là xã Phú Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long mình luôn nha. Tại Toàn còn bệnh nên mấy cái miếng xa Toàn đi chưa nổi, anh chị em mình chịu khó thông cảm nha. Cái miếng đất này thì lậu nhựa thì nó cũng 4 mét thôi, anh chị em mình có xe 5 tấn thì chạy cũng bình thường vô tư, không thành vấn đề gì. Cái miếng đất ngày hôm nay là chủ người ta muốn thu hồi vốn để người ta làm công ăn việc làm khác. Anh chị em mình nhìn trên màn hình đó, góc trái của màn hình đó, nằm ở tầng trên đó nghe anh chị em mình. Có số điện thoại của chủ đất đó, anh chị em mình có thể trao đổi trực tiếp với chủ nhà chủ đất luôn nghe. Xong cái trận này chắc từ đây về sau Toàn không nhậu nữa anh chị em mình. Anh chị em mình gặp nhau uống một ly nước thôi cũng vui rồi. Bác sĩ mà nói mà Toàn mà nhậu thêm một lần nữa là bưng cất liền luôn á. Và đất của mình ngày hôm nay là nó thuộc hướng Đông Bắc nha anh chị em mình. Còn mà nói về vấn đề điện và nước máy thì anh chị mình yên tâm. Nhìn theo tay Toàn, cái xuống đồng hồ hẳn hữu trơn. Và ở đây nó có đèn đựng đường luôn anh chị em mình, rất sáng luôn nha. Cái khu vực này thì anh chị em mình yên tâm, nó không hề dính quy hoạch gì đâu, tại nó hiện hữu rồi. Anh chị em mình có yên tâm để mà mua đất cất nhà nha. Và đây là đứng ngoài lộ nhìn tổng thể vô cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay nè. Và cái vị trí mặt tiền đất của mình ngày hôm nay nó sẽ bằng ngang với tay Toàn. Cái bụi sậy này kéo ngang qua bên cái đám sậy bên đây. Nói chung á, là ngang trước ngang sau, ngang nào cũng đều là 6 mét hết nha. Và hai cạnh dài của đất mình nó dài xuống tới đám sậy cao cao sau đó anh chị em mình. Cạnh dài của đất mình là được 38 mét, đất full thổ cư luôn. Giá cả như thế nào thì anh chị em mình cứ liên hệ số điện thoại chủ đất và trao đổi với ổng, là coi được thì mua ủng hộ ổng với nha. Cái miếng đất ngày hôm nay nó là vậy, anh chị em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình đó, số điện thoại trên nha anh chị em mình, rồi ổng chỉ cho dẫn là coi đất cái này, miếng đất này khỏi cần liên hệ với Toàn luôn nha.